Vào tháng 8 năm 2024, hàng ngàn bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 68 lô đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội. Trong đó có những lô đất được trúng giá lên đến hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên đến nay, chỉ có chủ nhân của 12 trên 68 lô đất trúng đấu giá đến nộp tiền đúng tiến độ, số còn lại dường như đã bỏ cọc. Trước tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các quận, huyện liệt kê những người trả giá cao hơn thị trường để trúng đấu giá nhưng không nộp tiền và công khai danh sách này trên trang thông tin các huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường. Hà Nội cũng chỉ đạo các đơn vị hạn chế tổ chức đấu giá, để giao đất cho cá nhân tự xây nhà ở, ưu tiên việc đấu giá có thu tiền sử dụng. Cho thuê đất với đối tượng là tổ chức để thực hiện dự án đầu tư. Ngoài việc yêu cầu các quận, huyện lập danh sách, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao Công an thành phố nhiệm vụ kịp thời phát hiện vi phạm về đấu giá đất, đề xuất giải pháp ngăn chặn hoặc hạn chế việc tiếp tục tham gia đấu giá với các trường hợp trả giá trúng cao bất thường rồi bỏ cọc. Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện cập nhật, điều chỉnh bảng giá đất, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình xác định giá đất, xem xét các quy định đấu giá để đảm bảo tính cạnh tranh và sát giá thị trường.